Quý vị và các bạn thân mến, trên màn hình quý vị các bạn là một cái lồng rất là đẹp. Lồng này để nhốt chim đa đa. Đây là cửa này, cửa cho ăn này. Mây, đây là vệ mây này. Đây là tre là bằng cật này, của bà con dân tộc Đàn đấy. Đây, cật này, đấy, cật thế này. Đấy, kích thước vừa phải. Đây là cửa này. Cửa. Anh làm nghề đan lồng chim từ bao nhiêu năm rồi ạ? Bằng nửa tuổi đời thôi. Đây là da đang bọc đây. Thả nó ra vào đây luôn nữa. Để đấy cho nó chết à? Đang có máng ăn đâu mà. Kệ, cứ thả vào đây cho nó thoải mái. Hoa văn họa tiết xem nào. Đây là bằng thép trắng này. Buộc những cái dây buộc là bằng mây với bằng thép trắng. Đây là lan bằng cật tre này. Cật già phết đấy nhỉ. Đây là đỉnh lồng này. Đó. Đấy. Anh em nào chơi đa là phải chơi cái lồng này. Đây là đáy là bằng gì đây? Bằng mẹt. Mẹt nhỏ ấy. Đây. Bằng mẹt nhỏ ấy. Lồng này nếu như có điều kiện mà quăng dầu hoặc là sơn, hoặc là như kiểu ngày xưa các cụ làm thuyền đấy, quăng nhựa đường. Đây. Đấy ông mệt. Hoa văn họa tiết. Hình này hình quả đào cắt đít. Cửa này ấy. Bốn sáu mười mười hai bốn hai mươi mấy lan, ba mươi lan. Anh xoay cả đằng trong rồi đây, trong này nó làm cả đệm mút để chống nóng, chống giật nè, chống đâm đầu này. Đây là cẩn thận đi, đan bằng mút đệm đây để lao đầu lên cho nó khỏi bị chóc đầu chim cho đa mộc. Đây là các đan ở đáy bằng mẹt nhỏ. Anh em nào mà muốn ship hàng liên hệ tổng đài nhá. Che. Che. Này bây giờ treo lên các bếp thì tốt.